Xin thân chào hết thảy các anh em yêu cờ. Trong video này, tôi giới thiệu với các bạn hai trận đấu giao cấp liên tái 2022-2023 giai đoạn 2. Trận đấu thứ nhất giữa hai kỳ thủ Triệu Hâm Hâm và Túc Thiếu Phong. Trận đấu thứ hai giữa hai kỳ thủ Hứa Quốc Nghĩa và Vương Gia Thụy. Trong khuôn khổ vòng 22, cuộc đối đầu lượt về giữa hai đội Chiết Giang và Thẩm Quyến 2. Mời các bạn xem cờ vui vẻ. Hâm của đội Chiết Giang cầm quân đỏ đi tiên và Túc Thiếu Phong của Thẩm Quyến 2 cầm quân đen đi hậu. Chứ 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 Đến đây thì đang mất pháo, Túc Thiếu Phong đã buông cờ nhận thua sớm. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ hai diễn ra giữa Hứa Quốc Nghĩa, Thẩm Quyến 2 và Vương Gia Thụy, Chiết Giang.
Trong trận này, Hứa Quốc Nghĩa cầm quân đỏ đi tiên và Vương Gia Thụy cầm quân đen đi hậu. Chứ chứ chứ将军，将军，将军。将军，吃吃吃吃吃
吃 Đến đây thì Đen đã chết xe. Vương Gia Thụy buông cờ nhận thua. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.